Khoan thì nhất phải sử dụng đúng cái mũi khoan. Đúng mũi. Chứ mà sử dụng sai mũi khoan thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ vào gỗ. Thứ hai là sẽ cắt hết lớp da lụa thì nó sẽ không có đạt được lượng mũ đó. Nhà anh khoan cái, đúng rồi, anh bỏ cái anh ra ngoài cho được. Đó. Lắp cái ra ngoài. Cây cao su này. Cây này cắt để trồng tiêu. Đó, anh vừa cái anh bỏ ra là cái ok. Đó, vậy thôi, đơn giản nè. Anh nhìn vô trong cái lớp da lụa vẫn còn nè, còn nếu anh làm kia là anh tới gỗ nè. Anh nhìn nhanh, anh nhìn nhanh anh sẽ thấy. Đây là khi mũ ra nhanh nữa. À. Tới gỗ không? Đó. Anh thấy mũ nó tươm ra từ bên trong á. Vô trong. Dạ. Nhẹ thôi, nhẹ tay thôi. Cái là mình không ấn. Dạ, không ấn, nhẹ tay. Có nhiều lúc mà không ấn sợ nó không tới không? Dạ. Cái này tắt đi.